Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hôm 4 tháng 8 tuyên án tù từ 2 năm tới 6 năm đối với 6 người đàn ông liên quan tới một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam, VN Express đưa tin. Các bản án tù được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường các nỗ lực nhằm phá vỡ các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giữa một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới đã gây ra 8 ca tử vong trong mấy ngày gần đây. Cáo trạng cho biết đường dây này đã hai lần tổ chức đưa 6 người Trung Quốc vào Việt Nam trong hai ngày 9 và 10 tháng 6. Đối tác Trung Quốc trả tiền công 4.000 nhân dân tệ một người, tương đương khoảng 13,5 triệu đồng. Sự việc bại lộ, các đối tượng đã ra đầu thú, khai nhận đã móc nối với người Trung Quốc qua ứng dụng WeChat, đưa họ từ Đông Hưng, Trung Quốc đến Bóng Cái, bằng cách vượt sông biên giới, rồi dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và những nơi khác.